Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên cả nước. Hôm nay ở clip bán hàng này, em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một cái dòng chơi thân lá rất là tuyệt vời luôn các cô chú anh chị. Đây là cây hoàng hậu lá phát tài nha các cô chú anh chị. Hoàng hậu lá phát tài. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở sau lưng sân vận động Long An, trong khuôn viên sân vận động Long An, sau lưng khán đài A, mặt tiền đường Hùng Vương, và một cái vườn nhỏ nữa thì ở đường Châu Văn 7, phường 7, tức là hai chỗ. Cái cửa hàng đường Hùng Vương của em là cách bến xe Long An là khoảng 200m nha các cô chú anh chị. Nó nằm sau lưng khán đài A. Cô chú anh chị nào muốn tham quan hay là muốn xem cây gì đó hay là mua phân thuốc vậy thì cứ đến nghe địa chỉ này ủng hộ em. Rồi bây giờ cây phát tài các cô chú anh chị, hoàng hậu lá phát tài mã số 1 3500k. Thì cái chậu này đây các cô chú anh chị mình nhìn đi, 1 nè, 2 nè, 3, với sau lưng thân nữa là 4, đây thân nữa 5, đây thân nữa 6, 6 thân lớn ha, 6 thân lớn. Đây là 1 măng, đây là 2 măng, và bên đây một măng mới lên nữa là 3 măng. Như vậy là cái chậu này có tổng cộng là có tổng cộng là 6 củ, 6 củ và 3 măng thân lá nha các cô chú anh chị. Dòng này chơi thân lá rất là tuyệt đỉnh đó, lá phát tài mà, lá phát tài. Ai mà muốn phát tài thì hãy đến với em. Đây chậu hoàng hậu lá phát tài. Cái cây này thì không biết mặt bông nha các cô chú anh chị. Thì hoàng hậu thì nó có hai mặt bông, một là bông xanh, còn hai là bông nâu, đốm nâu á, nó giống như cái màu của mấy chú du kích vậy. Có hai màu, mà đây thì không biết màu nào nên là em chỉ bán là dòng thân lá thôi, chứ còn nói về màu hoa là em không nói được màu. Đây các cô chú anh chị, chậu này là quá phê nha các cô chú anh chị, quá đẹp nha, quá đẹp quá sang. Mã số 1 3500k cho chậu hoàng hậu lá phát tài, 6 củ 3 mầm. Rồi liên tục, đây là hoàng hậu phát tài mã số 2 1100k cho cái chậu phát tài mã số 2. Đây phát tài đây. Rồi thì chậu này là có hai thân các cô chú anh chị, một mẹ một con. Đây này, bây giờ gọi mà thêm là một cháu nè, bên đây một cháu nữa nè, tức là mẹ đẻ rồi con đẻ luôn. Đây bây giờ cậu này, chậu này thì các cô chú anh chị mình lưu ý giùm em, chậu này là chưa có ấm chậu, chậu này là đang tách ra mới thời gian gần nên là đang xuống rễ thôi chứ chưa gọi là ấm chậu nha, mới xuống rễ thôi. Cái này là cô chú anh chị mình chốt em nhổ ra, em giữ ẩm bộ rễ rồi em gửi các cô chú anh chị mình. Mã số 2 1100k nha các cô chú anh chị. Tài 2 củ. Rồi liên tục là mã số 3 800k. Thì cái đây là một cái củ, hôm nay tách ra hôm nay nè, bây giờ là đang lên một măng nè, bên đây còn một măng nữa là đang lên luôn, tức là cái củ này là cái củ đang lên 2 măng, 2 măng. Cái chậu này cũng vậy, là chưa có ấm chậu, mới tách ra vài tuần thôi, là chưa có xuống rễ được nha các cô chú anh chị. Hoàng hậu lá phát tài mã số 3 800k, và đây là cái mã số 4, mã số 4 là 700k, cũng là mã số cuối cùng của cái lô hoàng hậu này. Thì ở đây là các cô chú anh chị mình thấy nè, bên đây là một măng nè, bên đây một măng nữa. Phát hiện ra mình đứng ngược sáng. Đây nữa, ở đây một măng nữa là 2. Đây. Hoàng hậu lá phát tài. Lá chập bá luôn. 2 măng, mấy cái này là bắt đầu trong quá trình đang xuống rễ chứ còn chưa có ấm chậu nha. Mã số chỉ có mã số 1 là ok nhất trên đời. Là chậu ấm chậu thôi. Còn cái này là hàng tách ra nên là nó chưa có ấm chậu các cô chú anh chị. Dạ
Thì vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là bốn cái hình cây của Hoàng hậu lá phát tài. Thì cô chú anh chị nào mình yêu thích cái dòng chơi thân lá này thì mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. Xin nhắc lại số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.